cá nha các bạn. Cá này hơi bị to các bạn ơi. Cá này lớn lắm. Nó kéo ghê lắm, nó kéo cái cần em nhảy xuống nước luôn mà. Rồi, anh tắt cái đèn đó đi, anh quay giùm em nhé. Tại em bên YouTube mà anh chưa kịp gỡ dở dở, chưa kịp dán cái chân nữa. Quay dưới nước hả? Dạ, quay vô mà quay vô quay. Mới xuống cặn luôn. Mới xuống được đợt chứ. À, hấp dẫn hả? À. Bỏ anh em. Ôi vô trong. Ok, hai cái các bạn. Cá mè, con này cỡ 2 kg các bạn ơi. Ok, nếu mà có cá mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Tắt nguồn cái, tắt nút giữa.